Chuyên mục Lời Chúa mỗi ngày. Bài đọc và suy niệm lời Chúa ngày 7 tháng 4 thứ 6 tuần Thánh. Cuộc khổ nạn của Chúa. Lời Chúa, sự thương khó Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Bài trích sách Tin Mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Sê-gôn. Ở đó có một khu vườn. Người vào đó cùng với các môn đệ. Giu-đa tên phản bội đã biết rõ nơi đó, vì Chúa Giêsu thường đến đấy với các môn đệ. Nên Giu-đa dẫn tới một toán quân cùng với vệ binh do các thượng tế và biệt phái cấp cho. Nó đến đây với đèn đuốc và khí giới. Chúa Giêsu đã biết mọi sự sẽ xảy đến cho mình, nên người tiến ra và hỏi chúng: Các ngươi tìm ai? Chúng thưa lại: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu bảo: Ta đây. Giu-đa là kẻ định nộp người cũng đứng đó với bọn chúng. Nhưng khi người vừa nói ta đây, bọn chúng giật lùi lại và ngã xuống đất. Người lại hỏi chúng: Các ngươi tìm ai? Chúng thưa: Giêsu Nazareth. Chúa Giêsu đáp lại: Ta đã bảo các ngươi rằng ta đây. Vậy nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những người này đi. Như thế là trọn lời đã nói: Con chẳng để mất người nào trong những kẻ cha đã trao phó cho con. Bấy giờ Simon Phêrô có sẵn thanh gươm, liền rút ra đánh tên đầy tớ vị thượng tế, chém đứt tay bên phải. Đầy tớ ấy tên là Manco. Nhưng Chúa Giêsu bảo Phêrô rằng: Hãy xỏ gươm vào bao. Chén cha ta đã trao, lẽ nào ta không uống? Bấy giờ, toán quân, trưởng toán và vệ binh của người Do Thái bắt Chúa Giêsu trói lại và điều người đến nhà ông Anna trước, vì ông là nhạc phụ của Caipha, đương làm thượng tế năm ấy. Chính Caipha là người đã giúp ý kiến này cho người Do Thái. Để một người chết thay cho cả dân thì lợi hơn. Còn Phêrô và môn đệ kia vẫn theo Chúa Giêsu. Môn đệ sau này quen vị thượng tế, nên cùng với Chúa Giêsu vào trong sân vị thượng tế. Còn Phêrô đứng lại ngoài cửa. Vì thế, môn đệ kia đã là người quen với vị thượng tế nên đi ra nói với người giữ cửa và dẫn Phêrô vào. Cô nữ tỳ gác cửa liền bảo Phêrô: Có phải ông cũng là môn đệ của người đó không? Ông đáp: Tôi không phải đâu. Đám thủ hạ và vệ binh có nhóm một đống lửa và đứng đó mà sưởi vì trời lạnh. Phêrô cũng đứng sưởi với họ. Vị thượng tế hỏi Chúa Giêsu về môn đệ và giáo lý của người. Chúa Giêsu đáp: Tôi đã nói công khai trước mặt thiên hạ. Tôi thường giảng dạy tại hội đường và trong đền thờ, nơi mà các người Do Thái thường tụ họp. Tôi không nói chi thầm lén cả. Tại sao ông lại hỏi tôi? Ông cứ hỏi những người đã nghe tôi về những điều tôi đã giảng dạy. Họ đã quá rõ điều tôi nói. Nghe vậy, một tên vệ binh đứng đó vả mặt Chúa Giêsu mà nói: Anh trả lời vị thượng tế như thế ư? Chúa Giêsu đáp: Nếu ta nói sai, hãy chứng minh điều sai đó. Và nếu ta nói phải, thì tại sao anh lại đánh ta? Rồi Anna cho giải người vẫn bị chói đến cùng vị thượng tế Caipha. Lúc ấy, Phêrô đang đứng sưởi. Họ bảo ông: Có phải ông là môn đệ người đó không? Ông chói và nói: Tôi không phải đâu. Một tên thủ hạ của vị thượng tế có họ với người bị Phêrô chém đứt tay cãi lại rằng: Tôi đã chẳng thấy ông ở trong vườn cùng với người đó sao? Phêrô lại chói nữa, và ngay lúc đó gà liền gáy.
Bấy giờ họ điều Chúa Giêsu từ nhà Ca-i-pha đến pháp đình. Lúc đó tảng sáng và họ không vào pháp đình để khỏi bị nhơ bẩn và để có thể ăn lễ vượt qua. Lúc ấy Phi-la-tô ra ngoài để gặp họ và nói: các ngươi tố cáo người này về điều gì? Họ đáp: nếu hắn không phải là tay gian ác, chúng tôi đã không nộp cho quan. Phi-la-tô bảo họ: các ông cứ bắt và xét xử theo luật của các ông. Nhưng người Do Thái đáp lại: chúng tôi chẳng có quyền giết ai cả. Thế mới ứng nghiệm lời Chúa Giêsu đã nói trước: người sẽ phải chết cách nào. Bấy giờ Phi-la-tô trở lại pháp đình, gọi Chúa Giêsu đến mà hỏi: ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu đáp: quan tự ý nói thế, hay là có người khác nói với quan về tôi? Phi-la-tô đáp: ta đâu phải là người Do Thái, nhưng dân ông cùng các thượng tế đã trao nộp ông cho ta. Ông đã làm gì? Chúa Giêsu đáp: nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu nước tôi thuộc về thế gian này, thì những người của tôi đã chiến đấu để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng nước tôi không thuộc chốn này. Phi-la-tô hỏi lại: vậy ông là vua ư? Chúa Giêsu đáp: quan nói đúng, tôi là vua. Tôi sinh ra và đến trong thế gian là chỉ để làm chứng về chân lý. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi. Phi-la-tô bảo người: chân lý là cái gì? Nói lời này xong, ông lại ra gặp người Do Thái và bảo họ: ta không thấy người này có lý do để khép án. Nhưng theo tục lệ các ngươi, ta sẽ phóng thích cho các ngươi một tù nhân vào dịp lễ vượt qua. Vậy các ngươi có muốn ta phóng thích vua Do Thái cho các ngươi chăng? Họ liền la lên: không phải tên đó, nhưng là Ba-ga-ba. Ba-ga-ba là một tên cướp. Bấy giờ Phi-la-tô truyền đem Chúa Giêsu đi mà đánh đòn người. Binh sĩ kết một chiều thiên bằng gai nhọn đội lên đầu người và nói: tâu vua Do Thái. Và vả mặt người, Phi-la-tô lại ra ngoài và nói: đây, ta cho dẫn người ấy ra ngoài cho các ngươi để các ngươi biết rằng ta không thấy nơi người ấy một lý do để kết án. Bấy giờ Chúa Giêsu đi ra, đội mão gai và khoác áo đỏ. Phi-la-tô bảo họ: này là người. Vừa thấy người, các thượng tế và vệ binh liền la to: đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá. Phi-la-tô bảo họ: để các ngươi cứ bắt và đóng đinh ông vào thập giá. Phần ta không thấy lý do nào kết tội ông. Người Do Thái đáp lại: chúng tôi đã có luật, và theo luật đó nó phải chết, vì nó tự xưng là con Thiên Chúa. Nghe lời đó, Phi-la-tô càng hoảng sợ hơn. Ông trở vào pháp đình và nói với Chúa Giêsu: ông ở đâu đến? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại câu nào. Bấy giờ Phi-la-tô bảo người: ông không nói với ta ư? Ông không biết ta có quyền đóng đinh ông vào thập giá và cũng có quyền tha ông sao? Chúa Giêsu đáp: quan chẳng có quyền gì trên tôi nếu từ trên không ban xuống cho. Vì thế, kẻ nộp tôi cho quan mắc tội nặng hơn. Từ lúc đó, Phi-la-tô tìm cách tha người, nhưng người Do Thái la lên: nếu quan tha cho nó, quan không phải là trung thành của Cê-sa-r. Vì ai xưng mình là vua, kẻ đó chống lại Cê-sa-r. Phi-la-tô liền nghe lời đó, liền cho điều Chúa Giêsu ra ngoài, gọi ông lên ngồi tòa xử, nơi gọi là nền đá, tiếng Do Thái gọi là Gabatha. Lúc đó, vào khoảng giờ thứ sáu, ngày chuẩn bị lễ vượt qua, Phi-la-tô bảo dân: đây là vua các ngươi. Nhưng họ càng la to: giết đi, giết đi,
đóng đinh nó đi. Pilato nói: Ta đóng đinh vua các ngươi ư? Các thượng tế đáp: Chúng tôi không có vua nào khác ngoài Caesar. Bấy giờ quan giao người cho họ đem đóng đinh. Vậy họ điều Chúa Giêsu đi, và chính người vác thập giá đến nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái gọi là Golgotha. Ở đó họ đóng đinh người trên thập giá cùng với hai người khác, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa. Pilato cũng viết một tấm bảng và sai đóng đinh trên thập giá. Bảng mang những hàng chữ này: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Nhiều người Do Thái đọc được bảng đó vì nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh thì gần thành phố, mà bảng viết thì bằng tiếng Do Thái, Hy Lạp và Latin. Vì thế các thượng tế đến thưa với Pilato: Xin đừng viết vua dân Do Thái, nhưng nên viết: Người này đã nói ta là vua dân Do Thái. Pilato đáp: Điều ta đã viết là đã viết. Khi quân lính đã đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá rồi, thì họ lấy áo người chia làm bốn phần, cho mọi người một phần. Còn cái áo dài là áo không có đường khâu đang liền từ trên xuống dưới. Họ bảo nhau: Chúng ta đừng xé áo này, nhưng hãy rút thăm xem ai được thì lấy, hầu ứng nghiệm lời kinh thánh: Chúng đã chia nhau các áo ta và đã rút thăm áo dài của ta. Chính quân lính đã làm điều đó. Đứng gần thập giá Đức Giêsu, lúc đó có mẹ người cùng với chị mẹ người là Maria, vợ ông Colobat, và Maria Madalena. Khi thấy mẹ và bên cạnh có môn đệ người yêu, Chúa Giêsu thưa cùng mẹ rằng: Hỡi bà, này là con bà. Rồi người lại nói với môn đệ: Này là mẹ con. Và từ đó môn đệ đã lãnh nhận bà về nhà mình. Sau đó, vì biết rằng mọi sự đã hoàn tất, để lời kinh thánh được ứng nghiệm, Chúa Giêsu nói: Ta khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Họ liền lấy miếng bông biển thấm đầy giấm cắm vào đầu cây hương thảo đưa lên miệng người. Khi đã nếm giấm rồi, Chúa Giêsu nói: Mọi sự đã hoàn tất. Và người gục đầu xuống chút hơi thở cuối cùng. Hôm đó là ngày lễ chuẩn bị lễ để tội nhân khỏi treo trên thập giá trong ngày Sa-bát. Vì ngày Sa-bát là ngày đại lễ, nên người Do Thái xin Phi-la-tô cho đánh dập ống chân tội nhân và cho cắt xác xuống. Quân đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng chịu treo trên thập giá với người. Nhưng lúc họ đến gần Chúa Giêsu, họ thấy người đã chết nên không đánh dập ống chân người nữa. Tuy nhiên một tên lính lấy giáo đâm cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Kẻ đã xem thấy thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật, để cho các người cũng tin nữa. Những sự việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời kinh thánh: Người ta sẽ không đánh dập một cái xương nào của người. Lời kinh thánh khác rằng: Họ sẽ xem đứng họ đã đâm thâu qua. Sau đó, Giuse người xứ Arimathea, quân đệ Chúa Giêsu, nhưng thầm kín vì sợ người Do Thái, xin Phi-la-tô cho phép cất xác Chúa Giêsu. Phi-la-tô cho phép, và ông đến cất xác Chúa Giêsu. Nicodemo cũng đến. Ông là người trước kia đã đến gặp Chúa Giêsu ban đêm. Ông đem theo chừng 100 cân mộc dược trộn lẫn với trầm hương. Họ lấy xác Chúa Giêsu và lấy khăn bọc lại cùng với thuốc thơm theo tục lệ khăn liệm người Do Thái. Ở nơi Chúa Giêsu chịu đóng đinh có một cái vườn, và trong vườn có một ngôi mộ mới chưa chôn cất ai. Vì là ngày chuẩn bị lễ của người Do Thái và ngôi mộ lại rất gần,
nên họ đã mai táng Chúa Giêsu trong mộ đó. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.